Chúng ta sẽ cùng học bài 8 tính chất cơ bản của phép cộng phân số trang 27 trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Phép cộng số nguyên thì có những tính chất gì? Phép cộng số nguyên có các tính chất, đó là tính chất gia hoán, tính chất kết hợp cộng với số 0 và cộng với số đối. Vậy thì phân số có các tính chất này không? Phân số ta có các tính chất sau, đó là tính chất gia hoán. Ta có A trên B cộng với C trên D thì sẽ bằng C trên D cộng A trên B. Ta sẽ đổi chỗ hai phân số cho nhau, đúng không? Và tính chất thứ hai là tính chất kết hợp. A trên B cộng C trên D. Đóng mở ngoặc cộng với P trên Q sẽ bằng A trên B cộng mở ngoặc C trên D cộng với P trên Q. Có nghĩa là ta cộng tổng hai phân số cộng với một phân số sẽ bằng phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ hai và thứ ba. Đấy. Ý C là cộng với số 0. Ta có phân số A phần B cộng với 0 sẽ bằng 0 cộng với A phần B và bằng A phần B. Có nghĩa bất kỳ một phân số nào cộng với 0 cũng bằng bằng chính phân số đó. Chúng ta sẽ làm một ví dụ để kiểm nghiệm tính chất. Thứ nhất là tính chất gia hoán. Ta có ví dụ là âm 3 phần 21 cộng 15 phần 35. Ta rút gọn âm 3 phần 21 sẽ bằng âm 1 phần 7, chia cả tử và mẫu cho 3. Phân số này ta nhân chia cả tử và mẫu cho 5 sẽ bằng là 3 phần 7. Hai phân số này cùng mẫu số là 7, ta giữ nguyên mẫu. Tử là âm 1 cộng 3 bằng 2, vậy sẽ bằng 2 phần âm, bằng 2 phần 7. Bây giờ ngược lại, ta sẽ có là 15 phần 35 cộng với âm 3 phần 21 có bằng kết quả như vậy không? Ta cũng rút gọn 15 phần 35 bằng 3 phần 7, âm 3 phần 21 bằng âm 1 phần 7. Và ta giữ nguyên mẫu số là 7, ta cộng tử với nhau. 2 cộng với âm 1 sẽ bằng 2, 3 cộng âm 1 sẽ bằng 2, vậy sẽ bằng 2 phần 7. Như vậy ta thấy là hai kết quả là bằng nhau. Khi ta đổi chỗ hai số hạng, đúng không? Thì ta được kết quả giống nhau. Như vậy, tính chất gia hoán này ta thấy là đúng. Như vậy ta kết luận là âm 3 phần 21 cộng với 15 phần 35 bằng với 15 phần 35 cộng âm 3 phần 21. Vì nó đều bằng 2 phần 7. Vậy ta có một cái nhận xét, đó là tính chất gia hoán là gì? Khi ta đổi chỗ hai số hạng cho nhau, đúng không? Số hạng ở đây là các phân số, thì được tổng không thay đổi, hoặc là tổng vẫn bằng nhau. Ta sang ví dụ thứ hai về tính chất kết hợp. Ta có tổng của hai phân số 1 phần 2 cộng 2 phần 3 cộng với lại âm 1 phần 6. Ta thấy ở đây là biểu thức có dấu ngoặc, ta sẽ phải thực hiện thực trong ngoặc trước. Ta thấy là phân số 1 phần 2 và 2 phần 3 là hai phân số khác mẫu số. Ta phải quy đồng để về phân số cùng mẫu số là 6. Thì ta sẽ nhân phân số này với 3, với tử mẫu của phân số kia là 3. Thì sẽ được là 1 phần 2 ta nhân cả tử với mẫu với 3, ta được là 3 phần 6. 2 phần 3 ta sẽ nhân cả tử với mẫu với 2, ta sẽ được là 4 phần 6. Rồi ta cộng với âm 1 phần 6. Vậy trong ngoặc này, ta thấy là hai phân số cùng mẫu. Ta giữ nguyên mẫu số là 6, ta lấy 3 cộng 4 là 7. Và ta cộng với lại âm 1 phần 6 sẽ bằng, giữ nguyên mẫu số là 6. Ta lấy 7 cộng với âm 1 sẽ bằng 6, 6 phần 6 sẽ bằng 1. Như vậy thì kết quả sẽ là 1. Bây giờ ta sẽ lấy phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ 2 và thứ 3, giống như bên này, đúng không? Lại sẽ bằng 1 phần 2 cộng với mở ngoặc 2 phần 3 cộng với âm 1 phần 6, đóng ngoặc. Ở đây ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. Vậy 1 phần 2 ta vẫn giữ nguyên, ta cộng với lại. Ở đây 2 phần 3 cộng với âm 1 phần 6
Thế 6 là mẫu số chung. Ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 3. À cho là phân số này ta chia cả chia cho 3, lấy 6 mẫu số chung cho 3 được được 2. Vậy ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2. Vậy sẽ bằng 4/6 cộng với -1/6 bằng ở đây 1/2 thôi giữ nguyên. Ta cộng hai phân số này với nhau trong ngoặc với nhau giữ nguyên mẫu số là 6, lấy -4 cộng -1 sẽ bằng 3. 3/6 ta rút gọn đi nó sẽ bằng 1/2. Với bằng 1/2 cộng 1/2 thì giữ nguyên mẫu là 2. Hai tử số cộng với nhau 1 cộng 1 là 2, vậy bằng 2/2, 2/2 là 1. Vậy ta thấy là hai cách đều có kết quả là 1. Vậy ta kết luận là 1/2 cộng 2/3 đóng mở ngoặc cộng với -1/6 sẽ bằng với 1/2 cộng với lại mở ngoặc 2/3 cộng với -1/6 đóng ngoặc. Ở đây ta nói là gì? Khi ta cộng tổng hai số hạng với một số hạng thứ ba, hoặc là gì? Ta cộng tổng của số hạng thứ nhất và thứ hai với lại số hạng thứ ba thì sẽ bằng số hạng thứ nhất cộng với tổng của số hạng thứ hai và thứ ba. Đó là tính chất kết hợp. Vậy thì tính chất cộng với số 0 là như thế nào? Ta ví dụ, ta có phân số là -2/5 cộng 0 sẽ bằng -2/5 cộng với 0/5. 0 là một số ở số nguyên, ta sẽ viết thành phân số là mẫu là 5. Vì 0 trên 5 vẫn bằng 0, đúng không? Vậy ta có thể viết được dưới dạng là 0/5. Vậy ta mẫu số chung là 5 rồi, ta giữ nguyên mẫu số là 5. Ta cộng 2 mới lại 0, -2 mới 0, -2 cộng 0 là -2, vậy bằng -2/5. Như vậy là ta thấy là -2 cộng 0 sẽ bằng -2/5. Vẫn bằng chính nó đấy. Vậy ta sẽ áp dụng tính chất, ba tính chất của cộng phân số này. Ta sẽ làm một số ví dụ. Ví dụ là tính tổng A, -3/4 cộng 2/7 cộng -1/4 cộng 3/5 cộng 5/7. Ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán để ta thực hiện, ta chuyển các số hạng này sao cho để ta chuyển các số hạng, vị trí các số hạng để cho nó, ta nhóm nó vào, đúng không? Ta xem những phân số nào cùng mẫu số ta sẽ nhóm với nhau. Vậy ta sử dụng tính chất giao hoán ở đây, ta sẽ đưa 1/4 này về vị trí thứ hai, đúng không? Nó đang ở vị trí thứ ba, ta đưa về vị trí thứ hai. Vậy nó sẽ bằng -3/4 cộng với lại -1/4. Tiếp theo ta mới cộng với lại 2/7. Sau đó ta cộng với ta cộng với 5/7 rồi cộng với 3/5 ở cuối cùng. Ta thấy là hai phân số này -3/4 và -1/4 có chung mẫu số là 4. Vậy ta sẽ nhóm hai phân số này với nhau. Vậy là ta sẽ phải sử dụng tính chất kết hợp là -3/4 cộng với -1/4 tạo đóng mở ngoặc, đúng không? Tiếp theo ta cộng hai phân số này với nhau. Ta muốn cộng hai phân số này với nhau trước thì ta sẽ phải dùng dấu ngoặc, đúng không? Cộng 2/7 cộng với 5/7. Tiếp theo ta cộng với 3/5. Vậy tại đây ở biểu thức này có dấu ngoặc thì ta sẽ phải thực hiện trong ngoặc, đúng không? Ta sẽ lấy -3/4 cộng với -1/4. Giữ nguyên mẫu số là 4, -3 cộng với -1 là -4. -4/4 sẽ bằng -1. Thì kết quả là -1. Tiếp theo. 2/7 cộng 5/7, giữ nguyên mẫu số là 7. Tử là 2 cộng 5 là 7. 7/7 chính là bằng 1. Vậy là cộng với 1. Tiếp theo cộng với lại 3/5. -1 cộng 1 là 0, bằng 0. Ở đây là biểu thức này nó sẽ có các dấu cộng, đúng không? Ta sẽ phải thực hiện từ trái qua phải, ta lấy -1 cộng 1 trước rồi mới cộng với -3/5. Thì -1 cộng 1 sẽ bằng 0. 0 cộng 3/5. 0 cộng 3/5 sẽ bằng 3/5. Đây chính là biểu thức cộng với số 0. Khi cộng với số 0 thì vẫn bằng chính cái số đó. Ví dụ thứ hai là tính nhanh. B. B sẽ bằng -2/17 cộng 15
phần 23 cộng âm 15 phần 17 cộng 4 phần 19 cộng 8 phần 23 ý C 1 phần 2 cộng 3 âm 1 phần 2 cộng 2 phần 3 phần 21 cộng âm 2 phần 6 cộng âm 5 phần 30. Chúng ta làm từng ý một. Ý thứ nhất, biểu thức B bằng, ở đây ta viết lại, viết lại cái đầu bài. Ta thấy là các phân số có mẫu số cùng nhau ta sẽ cộng với nhau. Ta sẽ nhóm âm 2 phần 17 với âm 15 phần 17 với nhau. Cộng phân số có mẫu là 23. Hai phân số này là 15 phần 23 và 8 phần 23 ta cộng với nhau. Sau đó ta cộng 14 phần 19. Hai phân số này cộng với nhau thì ta thấy là tử mẫu giữ nguyên là 17 giữ nguyên. Tử là âm 2 cộng với âm 5 bằng âm 17. Âm 17 phần 17. Ta lấy 17 chia 17 bằng 1, vậy bằng âm 1. Cộng ở đây giữ nguyên mẫu số là 23. Cộng 15 với 8 bằng 23. 23 phần 23 là bằng 1, vậy cộng với 1. Cộng với lại 4 phần 19. Âm 1 cộng với 1 chính là bằng 0. Cộng với 4 phần 19. 0 cộng 4 phần 19 vẫn bằng 4 phần 19. Như vậy ở đây ta đã sử dụng rất là tất cả các tính chất của nó, đúng không? Trước tiên là tính chất giao hoán này. Tính chất giao hoán ta đổi chỗ vị trí, đúng không? Đây là cả tính chất giao hoán, cả tính chất kết hợp luôn cái dòng này. Và đây là tính chất cộng với số 0. Đấy. Ta sẽ làm ý C. Biểu thức 2 là biểu thức C. C bằng âm 1 phần 2 cộng với 3 phần 21 cộng với âm 2 phần 6 cộng với âm 5 phần 30. Ở đây thì ta sẽ rút gọn các phân số chưa tối giản là 3 phần 21 và âm 2 phần 6 và âm 5 phần 30. Sẽ bằng âm 1 phần 2 ta giữ nguyên cộng với phân số này ta rút gọn đi. Chia cả tử và mẫu cho 3 bằng 1 phần 7. Cộng với phân số âm 2 phần 6 thì ta rút gọn đi bằng 1, âm 1 phần 3. Cộng với âm 5 phần 30, ta chia cả tử và mẫu cho 5, sẽ bằng âm 1 phần 6. Ta thấy là ở đây có 4 phân số, thì phân số là 2, 3 và 6, ta thấy 6 chia hết cho cả 2, chia hết cho cả 3. Ta sẽ cộng 3 phân số này với nhau. Ta nhóm 3 phân số với nhau để cộng. Sau đó ta cộng với 1 phần 7. 3 phân số trong ngoặc này, ta có mẫu số chung là 6, ta sẽ quy đồng hai phân số đầu tiên. Phân số thứ ba ta giữ nguyên. Thì ta thấy là 6 chia 2 được 3. Như vậy ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3. Ta được âm 1 x 3 là âm 3, 2 x 3 là 6, vậy bằng âm 3 phần 6. Phân số này ta lấy 6 chia 3 được 2, vậy ta nhân cả tử và mẫu của nó với 2. Ta có âm 1 x 2 là 2, là âm 2. 3 x 2 là 6, vậy bằng âm 2 phần 6. Ta cộng với âm 1 phần 6, rồi cộng với 1 phần 7. Ta cộng trong ngoặc có mẫu số chung là 6 ta giữ nguyên. Ta cộng các tử với nhau. Ta lấy âm 3 cộng âm 2 cộng âm 1. Âm 3 cộng âm 2 cộng âm 1 sẽ bằng âm 6. Âm 6 phần 6. Chỗ này cộng vào nó sẽ bằng là âm 6 phần 6. Âm 6 phần 6 thì là 6 trên 6 bằng 1. Vậy âm 6 trên 6 sẽ bằng âm 1. Cộng với 1 phần 7. Âm 1 chính là... Ta có thể viết được dưới dạng là âm 7 phần 7. Vậy chính là phân số âm 7 phần 7. Ta giữ nguyên mẫu số là 7. Vậy ở trên tử là âm 7 cộng với 1 sẽ là âm 6, vậy bằng âm 6 phần 7. Vậy là ta có tính chất cơ bản của phép cộng phân số là 3 tính chất. Đó là cộng phân số 0 và giao hoán và tính chất kết hợp. Tính chất giao hoán là A trên B cộng với C trên D bằng C trên D cộng A trên B. Tính chất kết hợp A trên B cộng C trên D cộng đóng mở ngoặc cộng với P trên Q sẽ bằng A trên B cộng mở ngoặc C trên D cộng P trên Q đóng ngoặc. Tổng của hai phân số, đúng không? Tổng của phân số thứ nhất và phân số thứ hai cộng với phân số thứ ba bằng phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba. Và cái tính chất cơ bản nữa là cộng với số 0. Một phân số cộng với 0 bằng 0 cộng với phân số đó và bằng chính phân số đó. Vậy ta sẽ làm một ví dụ. Ở đây tính chất giao hoán. Đúng không? Ta sẽ có 3 phần 5 cộng với âm 2 phần 7 bằng âm 2 phần 7 cộng 3 phần 5. Tương tự như vậy, các tính chất này. Như âm 1 phần 5 cộng với 0 bằng 0 cộng âm 1 phần 5 và cũng vẫn bằng âm 1 phần 5.
Chúng ta sẽ làm một ví dụ tính bài vận dụng tính nhanh. Tính giá trị của biểu thức A âm 10 phần 16 cộng với âm 3 phần âm 4 cộng với 15 phần 24 cộng với 107 phần 2014 cộng với âm 27 phần 36. Ở đây ta thấy là những phân số nào mà chúng ta thấy nó chưa tối giản thì chúng ta sẽ rút gọn về phân số tối giản, sau đó chúng ta sẽ cộng. Rút gọn những phân số chưa tối giản, sau đó chúng ta mới thực hiện phép cộng nhé. Ở đây, ta thấy 10 phần, âm 10 phần 16 ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 2, sẽ rút gọn thành âm 5 phần 8. Âm 3 phần 4 là phân số tối giản rồi. Âm 3 phần âm 4 ấy, nhưng ta thấy mẫu của nó là âm, thì ta sẽ đổi thành phân số dương, ta sẽ nhân cả tử và mẫu với âm 1, nó sẽ bằng 3 phần 4. Cộng với lại 15 phần 24, ta rút gọn chia cả tử và mẫu cho 3, sẽ bằng 5 phần 8. 1007 trên 2014, ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 1007, nó sẽ bằng 1 phần 2. Và cái phân số này, ta chia cả tử và mẫu cho 9, bằng âm 3 phần 4. Vậy được các phân số tối giản. Ta sẽ cộng các phân số có cùng tử số với nhau. Hai phân số này ta cộng với nhau, âm 5 phần 8 cộng với 5 phần 8. Ta nhóm lại với nhau, ta dùng tính chất kết hợp 3 phần 4 cộng với âm 3 phần 4. Số ta cộng với 1 phần 2. Ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. Âm 5 phần 8 cộng 5 phần 8, một số âm cộng một số dương, đúng không? Nó sẽ bằng bằng 0. Âm 3 phần 4 cộng 3 phần 4, 3 phần 4 cộng âm 3 phần 4 ấy, nó sẽ bằng 0. Nó cộng 1 phần 2. 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 1 phần 2 sẽ bằng 1 phần 2. Đây chính là tính chất cộng với số 0.